Động cơ giảm tốc NMRV cốt âm size 063, vậy thì dưới 063 là size bao nhiêu? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một động cơ giảm tốc cốt âm có size là 050 và động cơ của chúng ta hoạt động là 0.37 kW, tương đương với lại 0.5 HP. Thì về cái dòng động cơ điện của chúng ta thì động cơ điện này là động cơ điện tiêu chuẩn 4 cực. Nó có tốc độ vòng quay là 1450 vòng trên 1 phút các bạn nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là với cái size NMRV 50 của chúng ta, nó sẽ có cái kích thước size hộp số nó nhỏ hơn so với size 063. Thì các bạn nào muốn xem lại size 063 thì các bạn xem lại ở video trước, ở phần mô tả bên dưới mình để cho các bạn nhé. Và ở đây thì size 050 của chúng ta thì nó sẽ có cái đường kính lỗ trục là bao nhiêu? Ở đây đường kính lỗ trục của chúng ta là 25mm các bạn nhé. Và về cái dòng hộp giảm tốc cốt âm NMRV, khi mà nó được kết hợp với động cơ điện, nó sẽ được ứng dụng khá là phổ biến trong ngành công nghiệp. Cụ thể các bạn có thể thấy được là nó vận dụng trong các ngành như ứng dụng như là sản xuất băng tải. Thì về cái sản xuất băng tải, người ta sử dụng cái dòng động cơ giảm tốc cốt âm này rất là nhiều, sở dĩ vì cái khả năng kết nối của nó các bạn. Thì các bạn cũng đã thấy được là với cái hình dạng như thế này thì cái phần tiếp xúc của ứng dụng của chúng ta là nó sẽ được lắp vuông góc, và nhiều người vẫn thường hay gọi là đây là động cơ giảm tốc cốt âm vuông góc. Cốt âm là do cái phần hộp giảm tốc của chúng ta và nó được lắp vuông góc với ứng dụng như thế này. Thì về cái size 50 của chúng ta thì tỷ số truyền của dòng hộp giảm tốc cốt âm này nó hỗ trợ được bao nhiêu? Và nếu như các bạn muốn nó có cái tỷ số truyền thấp hơn để hoạt động chậm hơn, nhưng mà cái hệ số phục vụ của nó sẽ cao lên để nó hỗ trợ tải, thì các bạn phải lắp hai hộp số, nó gọi là hộp giảm tốc 2 cấp. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong video sau. Còn về khi mà sử dụng cái dòng động cơ giảm tốc cốt âm này thì các bạn sẽ lưu ý cho mình một vài vấn đề sau. Đó là về những cái cảnh báo ở trên cái hộp giảm tốc này, khi các bạn mua về các bạn nên xem qua. Vì dòng hộp giảm tốc cốt âm này nó sử dụng dầu bôi trơn. Một lượng dầu nhất định ở bên trong này nó sẽ có sẵn cho các bạn, và khi các bạn mua về các bạn sẽ thay sau 100 giờ đầu tiên. Đó là khuyến cáo từ nhà sản xuất ha. Và cái thứ hai nữa là các bạn sẽ thay dầu sau 2500 giờ lần thứ hai, và chúng ta sẽ định kỳ bảo dưỡng như thế thì hộp giảm tốc của chúng ta nó sẽ bền bỉ hơn. Và một điều lưu ý hết sức đặc biệt là các bạn hãy nhớ thay cái nút thông hơi này nhé. Thì cái nút thông hơi này nó sẽ khác biệt gì so với những cái nút thông hơi khác à, các bạn thấy nè, ở đây nó sẽ có một cái phần lỗ thông ở bên dưới như thế này, đó gọi là cái nút thông hơi. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái vị trí lắp đặt hộp động cơ giảm tốc của chúng ta, nếu như các bạn lắp đặt theo cái kiểu mình đang để ở đây thì cái vị trí nút thông hơi nó nằm ở đây, thì các bạn sẽ thay ở đây, tránh cái tình trạng là các bạn lắp ở đây thì phần dầu nó sẽ bị chảy ra theo cái lỗ này nha các bạn à, các bạn hết sức lưu ý chỗ này. Và khi các bạn đặt cái động cơ các bạn đứng lên á thì các bạn nên thay ở vị trí này ha, tránh tình trạng các bạn đặt ở đây thì nó sẽ bị chảy dầu ra. Thì đó là về những cái lưu ý khi các bạn sử dụng hộp giảm tốc cốt âm NMRV. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về cái dòng động cơ giảm tốc cốt âm có công suất là 0.37 kW. Thì bây giờ mình sẽ vận hành cho các bạn thấy được cái kiểu lắp cốt âm này nó hoạt động như thế nào nha. Thì các bạn có thể thấy nè, đây là cái phần trục cốt của chúng ta, nó sẽ chuyển động, nó xoay như thế này. Và khi các bạn kết nối với một cái trục á, nó sẽ tạo ra một cái chuyển động, nó sẽ xoay cái trục đó. Các bạn có thể thấy ở đây ha. Và ở đây thì mình đang chọn cái con giảm tốc cốt âm NMRV 050 có tỷ số truyền là 1/40. Thì để làm sao tính được cái tốc độ đầu ra này thì các bạn chỉ cần lấy tốc độ của động cơ là 1450, các bạn chia cho cái tỷ số truyền là chia cho số 40 này, nó sẽ ra cái tốc độ sau cùng các bạn ha. Với cái dòng hộp số giảm tốc cốt âm này á, đến từ thương hiệu BGM, họ đã cải tiến khá là nhiều phần ở trong đây để giúp cho hộp số của chúng ta nó vận hành được tốt hơn. Thì các bạn có thể thấy được là với những cái hộp giảm tốc khác ở trên thị trường của chúng ta thì khi chúng ta vận hành nó sẽ gây ra một cái tình trạng là nóng nè, ồn nè, và cái thứ ba nữa là nó bị rò rỉ nhớt. Vậy thì thương hiệu BGM này nó có khác biệt gì so với những thương hiệu khác? Khác biệt ở đây chính là về cái cấu tạo bên trong. Về cái mặt cấu tạo bên trong, nhà sản xuất họ đã làm nhẵn tất cả các bề mặt linh kiện bên trong để khi nó ma sát với nhau, nó tiếp xúc với nhau, nó tạo ra một cái độ trơn tru rất là hoàn hảo.
và chính vì điều đó nó sẽ không gây ra tiếng ồn quá lớn. Và điều thứ hai nữa là trong quá trình ma sát thì các bạn cũng biết là trục vít của chúng ta nó chuyển động và nó xoay cái bánh vít như thế này, và phần trục vít là thép và bánh vít của chúng ta là đồng. Và nếu như mà trong quá trình mà sản xuất ra mà những cái chi tiết thừa ở trên trục vít hoặc là bánh vít á, nó quá nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái độ ma sát lớn, và điều đó nó sẽ gây cho hộp giảm tốc chúng ta nó rất là nóng. Và thương hiệu BGM đã cải thiện được điều đó. Tiếp đến là về cái phần rò rỉ nhớt, các bạn sẽ thấy ở những cái dòng hộp số giảm tốc khác ở trên thị trường thì khi mà chúng ta vận hành một thời gian á, hoặc là chúng ta hoạt động liên tục, hộp số của chúng ta nó nóng lên thì cái phần rò rỉ nhớt nó rò rỉ ở cái phần tiếp xúc giữa động cơ với lại hộp giảm tốc của chúng ta nè, ngay cái phần tại vị trí phớt. Thì nhà sản xuất BGM họ đã thay đổi cái vòng cái phớt này bằng thương hiệu là SKF, một thương hiệu đến từ nhà sản xuất Thụy Điển, hàng đầu Thụy Điển, và nó có độ bền rất là cao, song song với kết hợp với cái việc mà những cái linh kiện bên trong nó được CNC nhẵn mịn và nó xoay rất là ăn khớp với nhau, tạo ra cái điều là các bạn sẽ hình dung là khi mà nó hoạt động khá là nhiều mà cái trục nó rất là trơn tru với cái loại phần phớt, nó sẽ không gây ra một cái điều gì tác động thì nó sẽ tạo một cái độ bền rất cao, và điều đó thì nhớt nó sẽ hạn chế bị rò rỉ ra cái phần đó. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về động cơ giảm tốc cốt âm có công suất là 0.37 kW với cái size hộp số là NMRV050, có đường kính lỗ trục ra là 25mm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.